Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 tập truyện Nữ sinh biệt động của tác giả Hào Vũ. Người ta gọi Hai Long là kỹ sư Long, dù anh mới học hết lớp 2. Thực ra đến bây giờ anh cũng không biết mình học đến lớp mấy. Lớp 2 là do anh tự áng chừng trình độ của mình so với người khác, bởi anh học có trường lớp bài bản nào đâu. Ham học chữ, thấy ai nhiều chữ thì xả đến, nhờ dạy học toán cũng thế. Anh cứ học như vậy, vậy mà cũng đủ trình độ viết một bức thư tình khá mủi mẫn để gửi cho chị Hai, là vợ anh bây giờ. Lá thư được Hai khen là hay, hay dữ lắm, làm chị cảm động đến nỗi thương anh không dứt ra được. Ấy là theo chị nói vậy. Hai mặt con rồi, lá thư ấy cũng không người thứ ba được đọc, nên cho đến nay nó vẫn hoàn toàn nằm trong bí mật. Nó là vật duy nhất nay là tài sản riêng của chị Hai, và điều ấy làm Hai Long rất tự hào về trình độ tả văn của mình. Đương nhiên, người ta gọi anh là kỹ sư không phải vì lá thư tình đó. Anh là xã đội trưởng, trực tiếp phụ trách đội du kích của xã. Điều quan trọng hơn, trực tiếp phụ trách đó kho vũ khí tự tạo của xã, kho vài trăm cây. Nó là một lô những trái gài, mìn đánh tăng, và phần lớn là do chính tay anh chế tạo bằng những trái pháo lép của giặc bắn vô xã. Có hai cậu du kích cùng với anh đi đào trái, cưa trái, giấu vũ khí, những người lắp ráp, bàn vỏ, lắp kíp, sáng kiến với cách chế tạo. Hài lòng cũng chẳng học ở đâu, hoàn toàn do kinh nghiệm sử dụng vũ khí của chính cá nhân anh trong những năm đánh giặc. Lên thăm công binh xưởng của tỉnh, trong một lần làm vũ khí, Hai Long học lỏm người ta cách tháo gỡ trái lép, làm trái, nghe lõm bõm người ta nói về thuốc nổ với kíp, với các loại đầu đạn. Về nhà, Hai Long tự mình tháo một trái lựu đạn ra xem và tự kiểm tra kiến thức của mình, lại lắp vô, rồi anh tự chế ra một trái nổ bằng vỏ hộp cá mòi. Nó nổ bất tử, mệt chết à? Hài lòng giỡn gì? Đừng giỡn những thứ đó. Sống chết cũng có số cả. Hài lòng đáp và cười khì. Có một anh cán bộ quân khí của một đơn vị chủ lực về chơi với Hài Long trong một buổi. Anh này cũng mê cái kho vũ khí của Hài Long, lân la làm quen để xin chút ít thuốc nổ. Đương nhiên là bị Hài Long từ chối khéo. Anh này cũng nói qua cho Hài Long nghe về cách làm trái theo kiểu của các xưởng quân khí trên R. Những điều Hai Long nghe được, Hai Long cố làm ra vẻ thờ ơ. Bởi nếu làm ra chăm chú quá, hắn ta làm cao, lại ra điều kiện xin xỏ gì mới, nói thì sao? Nhưng đã cố nhớ rất kỹ. Rồi đêm về, với trình độ văn hóa, tự nhận lớp 2 của mình, anh mày mò ghi lại, không bỏ sót một điều nào ở các bước. Tiến hành là một trái kiểu, trung ương R, như các anh thường gọi. Đặc biệt là phần tính năng tác dụng của loại kíp nổ anh ghi rất tỉ mỉ. Chỉ tiếc là kíp hẹn giờ Hài Long nhớ không nổi, với những là axit, những ăn mòn, nghe đã muốn ù cả tai. Tuy nhiên Hài Long cũng tự an ủi rằng trình độ du kích như các anh chẳng cần chi đến kíp hẹn giờ. Bây giờ thì hiển nhiên Hài Long thành kỹ sư chế tạo các loại trái gài, chuyên gia về tháo gỡ các loại đầu đạn lép của giặc. Anh xém chết mấy lần vì trái nổ, nhưng đương nhiên như anh nói, xém chết chớ đã chết đâu. Đấy là một phần do sơ ý lắp kíp vô trái. Cái kíp nổ đốt ở trên tay anh xanh mặt quăng vội trái lựu đạn ra xa. Hoàn hồn mới nhận ra mình còn sống. Anh cũng không hiểu sao trái lựu đạn do chính tay anh nhồi thuốc, kíp nổ mà nó không nổ, và kíp nổ mà tay anh cũng không bị gì cả. Nếu trái đó nổ thì xém chết chớ đã chết đâu. Trình độ du kích có khi cũng là cái hay của nó. Hài lòng nói với mọi người, chớ nếu tôi nhồi thuốc tốt và điều y trái nào cũng như nhau, chắc bữa đó tôi chết rồi. Hài lòng ra sức truyền nghề cho đám trẻ. Xưởng quân khí của anh được lệnh phải khẩn trương tăng cường vũ khí, chuẩn bị cho đợt đánh địch sắp tới. Trên sẽ bổ sung cho các anh một số vũ khí, chủ yếu là trái gài. Nhưng theo ước tính của Hai Long, hẳn là không đủ.
các anh phải sản xuất thêm. Đêm hôm trước, hai mẹ con thím Tư ở ấp Tư đem đến nơi anh một đầu đạn cối lép. Riêng số thuốc đạn trong trái cối ấy lấy ra cũng được vài ba trái lựu gài. Đại đội của thằng trung sĩ vui trà đi sát lại ở cái ấp ấy nhiều lần. Đội du kích của anh đón nó bằng những trái gài nảy và còn đón tụi nó nhiều lần như thế nữa. Hai Long cùng đội du kích chọn thêm những bãi đánh trái cố định cơ động, phổ biến là cách gài trái, đặt trái ở các cơ sở trí cốt trong ấp. Và chăng không phổ biến cũng không được, bà con người ta đòi đánh ghê quá. Đương nhiên ta làm gì có đủ trái để phát đều khắp, và lại nhiệm vụ chính của bà con là đấu tranh chính trị kia. Hài Long cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ đánh trái chủ yếu là của đội du kích, cái quan trọng với bà con là đấu tranh chính trị, chuẩn bị lý lẽ đấu với tụi nó, không cho địch đốn phá địa hình, bắt bớ bừa bãi ở trong ấp, trong xã. Lần này, Hai Long chủ trương chỉ phát trái cho một số cơ sở đã quen đánh trái trong các lần trước, và cũng chỉ quy định địa bàn hoạt động rất hạn chế. Kế hoạch đánh địch bằng trái gài đã được 6 hạt trực tiếp xem xét tỉ mỉ. Có nhiều ý kiến tham gia, cụ thể. Bọn địch thế nào cũng gọi quân chi viện, có thể gọi cả xe tăng xuống. Chúng phải trả một giá đắt với cái hàng rào của bà con trong xã và một hàng rào thứ hai đang chờ chúng, hàng rào trái gài của đội du kích. Trung úy Vui bực dọc nhìn căn nhà lá trước mặt mình. Đấy là căn nhà như bao căn nhà trong xã này, mái lợp tôn tiếc, thứ tôn bán rẻ ở ngoài chợ, vách dính bằng lá rửa nước. Dọc theo vách nhà là dãy lu, khạp lớn nhỏ, loại để chứa nước đủ dùng cho cả mùa khô. Vui rút súng khua lên trời, khẩu côn đuôi quen thuộc, chỉ muốn bắn vào một kẻ địch cụ thể cho hả tức, mà chẳng bắn được. Chẳng lẽ kẻ địch lại là cái lu, cái khạp kia? Gốc dừa ở đầu đường kia, ban nãy có gài trái để chết một thằng lính của Vui. Bụi cỏ kia thành ra. Vui rút súng khua lên trời, chẳng biết bắn vô đâu, lại nhét vô bao. Vui bước vô nhà, tức tối ngồi xuống bộ ván đặt ở giữa nhà. Chủ nhà đâu rồi? Vui hách dịch hét gọi. Một người đàn bà chừng hơn 30 tuổi, khăn rằn quấn đầu, từ dưới bếp bước lên. Nhà chị làm chi dưới đó, bộ tính gài trái nữa hay sao? Đâu có, tôi đang nấu cám heo, ông xuống coi. Coi mẹ gì mấy người, chỉ giỏi làm ra bộ ngu ngơ. Ngu ngơ cái gì, tôi rảnh mấy người quá. Đừng nói vậy, tội nghiệp tôi, ông trung úy. Vui nhìn người đàn bà, cái tức tối ở đâu cứ tràn ra, làm hắn bật lên tiếng cười khô khốc. Dám con mẹ này ban nãy gài trái chứ không ai. Nó chứ không phải ai. Cái đường đi của nó, cái nhìn nữa, cái thưa gửi của nó nữa. Cái lưng tròn lẳn đang cúi xuống, tự nhiên Vui cho rằng chính người đàn bà này ban nãy gài trái làm hắn hụt chết. Vui vốn rất tin vào linh cảm của mình, hắn hòn học rút cây súng ra khỏi bao, khua khua lên trời, rồi cũng như ban nãy lại nhét vô bao. Phải mất bao nhiêu ngày với một chi đoàn xe bọc thép yểm trợ, bọn Vui mới vô được ở trong ấp. Mới qua nổi cái hàng rào tre cao chưa đầy 2 mét, riêng lính của đại đội 304 cũng tí vào đó khoảng 20 mạng, đúng 20 mạng. Vào được đến đây là hôm đầu tiên, tụi chủ lực đang càn bố vòng ngoài dọc theo con mương tùm rửa nước. Vui đi vô căn nhà này. Ban nãy, Vui cùng thằng lính công vụ đi qua chiếc cầu khỉ làm bằng thân rửa lão bắc ngang qua con rạch vườn. Vui vốn là thằng gan nên hùng hổ bước trước. Vừa qua cầu, hắn đã ngã sập xuống. Bàn chân trái hình như vướng phải sợi dây. Cái cảm giác ấy như tia chớp truyền qua lớp da dày của chiếc bốt đờ xô, làm hắn ngã vội xuống. Cái té hoàn toàn không do Vui chủ động. Một tiếng ầm ngay dưới phía gót giày Vui. Vui co vội chân lên bờ. Không sao, chỉ do hơi thuốc nổ làm cho tê tê. Hoàn hồn thêm chút nữa, Vui nhận ra thằng lính công vụ nằm chết gục đầu ngay dưới gót giày hắn. Vui bật cười vì tức giận, thận trọng bước lại gốc dừa xem dấu đạn nổ
tìm ra cách gài trái của đối phương. Một thứ mìn nổ vướng tự tạo, không phải của tụi Bắc Việt đem vô, chỉ của mấy thằng du kích thôi. Má, được đấy. Từ lúc đó, Chân Vui bước thận trọng hơn. Mỗi lần bước qua gốc cây, nhất là gốc dừa, tự nhiên Chân Vui cứ giơ cao lên hơn bình thường. Tựa như có hàng ngàn sợi dây vướng nổ răng như mạng nện dưới chân. Thằng lính công vụ được trực thăng trở về bến Lức ngay sau đó, cùng với mấy xác lính nữa. Vui bước vô căn nhà này với tất cả sự hằn học tức tối. Trong suy nghĩ của Vui, chính người đàn bà này, chứ không phải ai khác, là thủ phạm của trái gài ban nãy, chính mụ ta. Nhưng liệu làm được gì nó? Không có chứng cứ. Vui cay cú nghĩ, mắt cứ nhìn vào tấm lưng thon thả của người đàn bà qua khung cửa bếp. Băng, băng. Tiếng súng nổ bất ngờ sau lưng kèm theo tiếng cười khơ khớ làm chị Tư, người đàn bà bị Vui nghi ngờ gài trái, chạy lên nhà. Vui đang đứng một mình bắn những lu nước để dọc theo mái hiên, nước chảy tung tóe. Ơ, ông ơi, sao ông làm vậy? Nước chữ giải cho cả mùa khô của tôi đó. Người đàn bà xô đến giữ tay Vui lại. Ông không được phép bắn nữa, không được phép. Vui bị bất ngờ vì bàn tay quá rắn chắc của người đàn bà. Y nhìn vào mắt người đàn bà, bắt gặp ánh lửa rộn ngược lại, khuôn mặt rám nắng ấy bỗng trở nên dữ tợn. Vui càng đinh ninh, chính người đàn bà này gài trái, không phải làm hắn xém chết ban nãy, mà nhiều thằng lính khác của hắn cũng bị bởi tay người đàn bà này. Vui nghĩ đến hàng rào ngoài xã, những hầm trông, cái bảng ghi dòng chữ trêu tức hắn như chọc vào mắt. Con mẹ đàn bà này chứ không phải ai. Tao đã tìm ra thủ phạm. Hắn tẹp đến điên cuồng, được bắn vào khuôn mặt đang giận dữ nhìn hắn, bắn thẳng vào đôi mắt kia. Đúng nó. Hắn tẹp gắt, được bóp cò, cây côn đuôi lật nữa. Một con heo cỡ 50 kg từ dưới bếp đủng đỉnh đi lên. Con heo đang độ lớn, bất ngờ Vui giật mạnh khỏi tay người đàn bà, chụp nhanh lấy cây súng nãy giờ cựa quậy bên mình. Hắn cảm ơn con heo đã làm người đàn bà buông lỏng tay của mình. Băng, băng. Hắn không hiểu sao mình muốn bắn người đàn bà mà linh cảm cho rằng chính chị ta là người gài trái làm hắn xém chết ban nãy. Đôi mắt như có lửa của người đàn bà vụt lên trong hắn. Vui chĩa thẳng súng vào con heo và bóp cò. Bớ làng, bớ xóm, ông trung úy Vui đến phá nhà tôi, bớ làng xóm. Người đàn bà bất ngờ la lớn lên, chạy ra đứng giữa sân. Mày gài trái lính tao chết, còn la cái gì? Vui nói, thoáng nghĩ đến Trần Thành, bạn mình. Nó lịch sự với phụ nữ quá lắm, nhưng thứ đàn bà này thì lịch sự sao nổi, chiếm trái tim khối óc gì nổi đây. Trần Thành ơi, mày phải nghe tao, chỉ có bắn, bắn thôi. Ban đầu chỉ có đám lính chạy tới, một thằng rồi 4-5 thằng. Gì đó thưa trung úy? Con mẹ đàn bà này gài trái xém chết tao ban nãy. Bắt nó chứ trung úy. Vui khoát tay. Trung úy nhìn thấy nó gài trái, tao đồ chừng vậy nhưng đúng nó. Tay Vui lại ngọ nguậy vào cây súng đao bên hông. Hắn nhìn đám lính đứng khá đông xung quanh. Thì theo đi tụi bay. Tức thì mấy thằng lính chạy tới con heo đang nằm chết. Người đàn bà cũng chạy vội tới chỗ con heo của mình. Mấy ông phải bồi thường con heo cho tôi, mới thịt được nó. Bồi thường? Tiếng la ập ĩ ở phía hàng rào bông bụp. Vui nhận ra dân chúng trong xã cũng đang kéo đến. Đi đầu là một ông già, đầu râu bạc trắng. Đằng sau ông, sát bên ông là một cô gái xinh đẹp, nhìn qua cũng biết là dân học sinh trên chợ. Người con gái xinh đẹp ấy làm nét mặt Vui thoáng dịu lại. Yêu cầu mấy ông bồi thường con heo cho chị Tư. Này cô bé xinh đẹp, hãy về nhà ăn ô mai đi. Vui không nghĩ rằng lúc này hắn lại có thể nói được một câu bóng bẩy như vậy. Mấy ông ác lắm, mấy ông phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chị Tư đây có tội tình chi? Này em bé, Việt Cộng xúi giục em làm vậy đó à? Nếu tự nhiên có kẻ trộm và cướp của nhà ông ở, hay của người bà con với ông ngồi im chắc, hay
ông phải chờ Việt cậu và xúi giục mới chạy tới cứu. À, cô bé nói hay lắm. Yêu cầu mấy ông phải bồi thường, nếu không tụi tôi làm đơn kéo nhau lên quận. Đúng rồi, còn non mới đúng đó, cứ kéo nhau lên quận. Lên quận, vui sợ chi chuyện đó chứ. Cho tụi nó kéo lên Sài Gòn cũng vậy, vui này thì sợ gì chứ. Vui nhận ra đám lính tập trung xung quanh mình hết cả. Ngoài bờ kinh, tiếng súng của tụi chủ lực càn vào ngoài vẫn nổ đi đẹp. Này, mấy người tính đấu tranh đó à? Đã biết trung úy Vui tại đội 304 chưa? Nghe, ông giết người như ngoé. Đúng vậy. Vui rút súng bắn mấy phát vào ngọn cây dừa trước mặt. Biết thì hãy về nhà đi, thằng Vui này giết người không biết ghê tay đâu. Bà con kéo đến càng lúc càng đông. Vui có ý đưa mắt tìm cô bé xinh đẹp ban nãy có cái tên là Non đứng đấu lý với hắn. Một cô gái tuyệt vời, giọng nói cũng tuyệt, ngay cách nói cũng biết là dân có học. Vui có ý tìm nhưng không tìm thấy nữa. Cô gái đã lẩn đâu mất với đám dân chúng ồn ào xung quanh hắn. Tự nhiên Vui thấy sợ, những ánh mắt nhìn hắn như muốn thiêu cháy hắn. Hắn muốn quay lại đám lính đứng đằng sau mình và hét lớn. Dừng súng lên, chuẩn bị. Tiếng va động vũ khí lách cách, Vui nhớ mái tóc bạc phơ ngã vật trước họng súng côn đuôi của mình. Hôm rồi, vụ giết người gần đây nhất của hắn, bà già đó là Việt cậu. Trước mặt hắn lúc ấy không phải là một bà già giống như má hắn ở nhà. Bàn tay lóng ngóng cầm trái chổi còn rơi, mắt nhìn không rõ mà là một Việt cậu. Người ta bảo với hắn đó là Việt cậu, hắn cũng thay thế. Và bắn bóp cò súng sau khi làm bà giao đau đớn một hồi trong tiếng cười khơ khớ quen thuộc của mình. Còn bây giờ hắn muốn bắn, rất muốn, nhưng giá chỉ có một hai người trước mặt hắn. Đằng này dân chúng quá đông, lần đầu tiên hắn thấy sợ, hắn thấy không yên tâm, hơi người nồng nặc dưới ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Yêu cầu phải bồi thường. Một người đàn bà chừng hơn 40 tuổi, tóc đã có sợi bạc, đứng gần chỗ cô gái ban nãy, nói với Vui. Xung quanh lại rộ lên. Bồi thường, bồi thường. Chưa bao giờ Vui thấy nao núng trong các trận đụng độ. Tiếng súng kích thích bản năng dã thú của Vui mạnh hơn. Vui say trong tiếng súng, say trong tội ác, say đến quên cả chính mình. Nhưng ở đây hoàn toàn không có súng nổ, đối phương cũng không hẳn là đối phương. Khẩu côn đuôi rút ra khỏi bao mấy lần lại nhét vào vỏ. Một thứ kẻ địch vô hình. Mẹ, vô hình gì? Tất cả đám dân chúng đứng đây là kẻ thù hết, là Việt cộng. Cả con nhỏ sinh bà nãy nữa, giá được bắn chết hết tụi nó. Cả con nhỏ sinh bà nãy. Phải bồi thường, bồi thường, ký vào giấy cam kết. Đám đông bà con xung quanh vẫn nhốn nháo, không chừng chịu thua đám dân chúng này mất. Vui bực tức nghĩ và bất giác cười lên khờ khớ. Tiếng ồn ào ở phía nhà chị Tư vẫn vọng tới. Chẳng biết thằng Thắng con của chị Tư đâu. Thắng nhỏ cứ suốt ngày tha thẩn ở ngoài đồng tìm đầu đạn lép tối đem về cho Hai Long. Hai Long hứa sẽ dạy cho nó cách gài trái. Non ngồi bên Năm không mà tâm trí để tất cả bên nhà chị Tư. Bà nãy bà Năm phải chạy sang gọi con về. Non đang làm nhiệm vụ canh gác cho anh Năm, thấy chuyện giao vội cho má canh gác và chạy sang quên cả lời hứa với anh Năm, dù có sét đánh chết cũng không rời vị trí. Non vốn sợ sét đánh vào những ngày mưa. Non đã bị anh Năm phê bình cho một chập. Anh Năm, anh xuống ngầm đi, lỡ thằng lính nào bất tử vô. Non hối Năm không. Bà già vẫn gác ở ngoài đó chứ? Vẫn. Địch càn qua số một căn cứ của đội du kích làm họ phải tản ra mỗi người một nơi. Duy Năm không, anh trồi lên nhà Non. Anh ẩu quá, lính nó đẩy trong ấp đấy. Non nói lúc chạy ra sau hè, khi nghe thấy ám hiệu ở con rạch sau nhà, Năm không ướt lếch thếch từ dưới rạch lội lên cười với Non. Tao cũng tính kỹ rồi, lên vậy mới bất ngờ cho tụi nó. Mới lại chiều nay tao phải vô chợ, lên vậy mới kịp, lính nó chưa rút, làm sao anh đi? Tao phải đi.
Bí thì bận đổ lính đi với tụi nó ra chợ. Năm Không bước vô cửa, tai còn nghe ngóng tiếng lính nói lộn xộn bên ngoài, còn lộ đắp. Non chưa đợi anh bước vô mà anh đã nói: "Bữa nay mình tập bắn súng côn đuôi nghe, anh Năm." Thủng thẳng hãy tính. Năm Không trả lời, vừa cúi xuống kéo con đỉa ra khỏi chân. Chẳng biết nó bám từ bao giờ. Vùng này nước mặn không có đỉa. Hẳn do ban nãy anh chém về trong cái hố bom nước ngọt mọc đầy bông súng. Non thấy con đỉa thì rùng mình, tuy nhiên làm bộ nói cứng: "Con đỉa coi ngộ quá ta." Năm Công phì cười vì câu nhận xét của non. Đỉa mà ngộ cái nỗi gì mà con nhỏ này nói vậy. Bà già bỗng chạy vô cửa. "Lính vô, mấy đứa má?" "Một, theo hướng bờ ruộng vô tặng nhà ta. Thằng Năm xuống hầm đi, lấy cái chảo cũ ra đây cho má. Non, Non, đưa cho anh đôi dép ở dưới chân bàn đấy." "Ừ, quên thì mệt với tụi nó." "Non à, con ra ngoài nói chuyện với thằng lính đi, để má chất củi nấu cơm, trải cho lên đi." "Ừ, rồi, ở dưới ráng chịu nóng chút xíu nghe Năm." Thằng lính đã bước vô tới cửa. "Chào bác, xin chào nữ hoàng áo trắng." Non nhìn thằng lính một hồi, nhận ra Hùng, bạn học cũ của mình. Một thoáng, cái phút Hùng và Khánh đem rượu và lựu đạn vô lớp hiện về trong trí nhớ. "Anh Hùng, tôi cứ tưởng anh vô lính của ông Trung úy vui đó hả?" "Kỳ đó đi lính, tôi đang vô địa phương quân cho đỡ cực, được gần nhà. Bác nấu cơm mà bác Năm, bác còn nhớ con không?" "Ý, được xuống bếp, khói chết cả anh Hùng. Để Non lấy nước dừa, anh uống nhen." "Má còn nhớ anh Hùng không má? Anh học chung với con đó. Mấy anh vô lính của ông Trung úy vui." "Non có ghét tôi không? Có căm thù tôi không?" "Anh đã giết người chưa? Đã giết được nhiều Việt Cộng chưa?" "Họ tha giết tôi là may." "Lính Trung úy vui mà vậy sao?" "Ông vui là ông vui, tôi là tôi. Đó là anh tưởng như thế. Thôi, không nói chuyện nó nữa. Non còn đi học không? Sao bữa nay lại nghỉ?" "Chán học." "Sắp đăng lính à? Bây giờ ông Thiệu thân lính đàn bà đó, làm cảnh sát." "Sao anh nghĩ giống tôi?" "Thì giống ai?" "Giống tôi." "Có thể Non ghét tôi, Non căm thù, dù Non không nói ra, nhưng Non phải thông cảm cho tôi. Tôi sợ chết, sợ gian khổ. Lớp mình, các bạn có thông cảm cho tôi không?" "Người có, người không. Sao anh không ghé thăm thầy?" "Tôi sợ." "Anh sợ thật. Non nghĩ tôi thế nào?" "Anh vẫn nói anh sợ chết, đi theo phe nào cũng chết." "Đúng vậy. Và bây giờ cũng vậy. Có khi không hẳn vậy. Trung thành với quốc gia hơn. Nếu ngược lại thì sao?" "Anh không sợ." "Đi phía nào cũng chết, nhưng cái chết bên quốc gia ghê tởm lắm. Tôi đã thấy." "Anh cũng đã thấy. Non cho tôi là người thế nào? Non khác xưa quá." "Tôi vẫn vậy. Hồi ấy Hùng thường kêu tôi đi uống sinh tố ở cái tiệm cây điệp ngay cổng trường. Hùng hay buồn, tôi cũng buồn." "Bây giờ Non vẫn buồn." "Biết làm sao, cuộc đời có gì đáng vui đâu." "Non chưa yêu?" "Không." "Vì sao?" "Tôi không thích, tôi chán tất cả." "Tất cả?" "Ừ." "Tân thì sao?" "Cũng chán." "Việt Cộng thì Non thích." "Biết đâu đó. Nói chung họ là những con người kỳ diệu như các hiệp sĩ. Còn hơn các hiệp sĩ, họ không sợ chết." "Và Non yêu họ?" "Có vẻ lãng mạn quá ha. Một tình yêu. Giá như tôi là Việt Cộng. Anh thử đi, nhưng..." "Sao vậy?" "Anh không thể làm được. Làm Việt Cộng đâu có dễ." "Đúng. Chúng ta còn thua xa họ lắm." "À, cho Non coi cái này. Trong một tiệc nhậu, chúng ý vui cao hứng tặng tôi tấm hình chụp năm ngoái, một tay phóng viên của tạp chí Chiến sĩ Cộng hòa chụp kỷ niệm theo yêu cầu của ông ta." Chú ý vui cười, chân đạp lên xác của một Việt Cộng. "Lính chủ lực đấy, do chính ông ta bắn, và chụp giữ làm kỷ niệm. 3 ngày sau mới cho đem chôn. Ông ta kể vậy, kỳ đó ông ta từ thiếu úy được thăng thẳng trung úy." "Ông ta có vẻ khoái chí quá." "Non rất sợ, mà Non nói chó nó không ăn xương chó đâu nhá." "Ông ta thì kể gì?" "Anh Hùng giữ tấm hình này làm chi?" "Ông ta tặng, phải giữ làm kỷ niệm như lá bùa hộ mạng.
bị chúng vui ghét cũng phiền. Thật là tuyệt vời. Phải làm như tuyệt vời. Ngày xưa trường chúng mình, thầy giáo Việt Văn, tiếng ồn ào với nhà chị Tư đã lắng hẳn xuống. Tiếng súng nổ phía đám lá tối trời cũng thưa thớt. Tụi lính chủ lực đang kéo nhau về. Thỉnh thoảng một tiếng nổ ầm đâu đây nghe rất gần. Hùng đi đứng phải cẩn thận. Trái gài của Việt Cộng họ gài khắp nơi đó. Tôi cũng sợ lắm. Và nãy Hùng tới nhà tôi an toàn được là may. May thật. Bà già ở dưới nhà bây giờ mới bước lên. Má coi tấm hình đi má. Ông trung úy vui đó. Nam Công trồi lên mặt đất lúc bọn lính rút khỏi xã. Thằng trung úy vui buộc phải ký giấy bồi thường con heo nhà chị Tư và xin lỗi bà con, xin lỗi cả chị Tư. Nam Công vừa thay đồ lính ngụy vào người, vừa nói với Non. Và nãy làm vậy chưa được, thằng lính đó có thể tranh thủ được, gây dựng nó thành cơ sở của mình cũng có thể được đấy. Non im lặng cúi đầu, tự nhiên tấm tức khóc. Em phải bắn bể sọ thằng trung úy vui. Không được đâu, không được hành động khi chưa có lệnh của tổ chức. Bay bây giờ là người của tổ chức rồi, phải biết kỷ luật. Bà già Non đứng trước bàn thờ từ bao giờ, đốt nhang lầm rầm cấn vái. Bà khóc cho con trai mình. Ngày mai giặc sẽ đưa một trung đội công binh xuống phát quang đám rửa nước gần lộ Thanh Hà. Chúng nó định dựng thêm một cái bốt ở đó. Dựng bốt nữa à? Bà già quay lại hỏi Nam Công. Dạ, nhưng đời nào ta để cho tụi nó làm dễ dàng hả bác? Đánh chứ. Tới đây cả con Non nữa cũng bận nhiều việc đó. 4 giờ chiều, Nam Công bận đổ lính phóng Honda về phía lộ 4. Chị Tư cho đến bây giờ cũng không thể quên được buổi trưa hôm ấy. Một buổi trưa nóng nực, bụi châm bầu ở bên đường lặng im đến khó chịu. Con kênh sau nhà, nước cũng không buồn chảy, soi bầu trời xanh không một cợt mây. Bọn thanh niên chiến đấu xô vào nhà chị, lôi hai mẹ con chị ra một bãi đất rộng ven lộ. Lúc ấy chị không còn bụng dạ nào nhớ đấy là đám ruộng nhà ai. Con đường làm khất cảnh bước chân. Thằng Thắng mới 1 tuổi chịu nặng một bên sườn. Chị đi không cảm thấy gì, không nhìn thấy xung quanh mình. Chồng chị sắp lên mấy chém cùng với 4 người nữa được gán tội kháng chiến cũ chống chính phủ quốc gia. Bọn thanh niên chiến đấu lôi hai má con chị ra cùng với bà con trong làng. Cái máy chém đen sì, lưỡi dao sáng lạnh treo lơ lửng trên cao, đặt giữa đám đất trống. Chị đứng như người mất hồn giữa trời nắng. Thằng Thắng lúc ấy khóc, khóc dữ lắm. Có lẽ vậy, chị cảm thấy nước mắt nó lạnh hai vai áo. Chị chỉ cảm thấy vậy thôi. Chị hết nhìn chồng, lại nhìn máy chém đen sì, lưỡi dao sáng lạnh treo lơ lửng. Thằng lính đứng sau chồng chị là một thằng lính mắt lé. Nó nhìn vào chị và cả chồng chị. Hay vào ai, chị không thể biết. Dường như nó nhìn khắp hết mọi người, lúc nào cũng nhìn như vậy. Rồi anh bước lên đến cái máy chém. Chị chỉ kịp gặp ánh mắt anh nhìn chị, cái cười thật nhanh, cái gật đầu. Rồi anh nhìn lên bầu trời, lúc ấy sành đến khó hiểu. Thằng lính mắt lé đi đằng sau, bộ quần áo giản dị, cái mắt lé làm chị chẳng biết nó nhìn vào đâu, nhìn vào ai. Chị nhắm chặt mắt. Một tiếng phập rợn người. Thằng lính mắt lé, cái nhìn của nó đảo khắp trên người chị. Chị vẫn không dám mở mắt. Tiếng rơi phập của lưỡi dao lơ lửng mãi trong không gian, lơ lửng mãi trong ngực chị như một cục máu không chịu tan. Cùng lúc càng nóng lên làm chị nghẹn thở. Hình như lúc ấy thằng Thắng lại khóc. Nước mắt nó cứ ướt cả hai vai áo chị. Chị cảm thấy thế. Đột nhiên chị thấy toàn thân lạnh buốt. Chị gục xuống bất tỉnh. Luật 10/59 của Mỹ Diệm đi qua làng chị, đi qua đời chị như thế. Cho đến bây giờ, chị cũng không đủ can đảm đi một mình qua đám đất ngày xưa đặt máy chém đó. Nhưng thằng Thắng con chị thì dám ra. Nó suốt ngày tha thẩn ở đó, kiếm đầu đạn lép. Thằng Thắng đã tìm đem cho Hai Long mấy đầu đạn pháo 55 ly ở đám ruộng đó. Thằng Thắng biết đám ruộng đó nhờ má nó kể. Đêm nào người đàn bà ấy cũng thì thầm kể cho thằng con trai duy nhất của mình nghe về ba nó, về cái chết của ba nó, về thằng lính mắt lé. Người đàn bà ru con ngủ bằng những câu chuyện đó.
Chị không hát ấu ơ như những bà mẹ khác. Chị không đủ sức hát. Chị chỉ vỗ vỗ lên người con trai, vỗ đều đều. Và trong nhịp vỗ đều ấy, chị thì thầm kể cho con nghe về ba nó. Thằng bé chưa đủ trí khôn để hiểu những lời mẹ kể, những gì bên trong câu chuyện kể mà mẹ nó muốn nói. Tuy nhiên, chị vẫn kể, cứ kể. Kể lúc ấy như là để vơi bớt nỗi đau ở trong lòng, như là kể cho chính chị nghe. Chớ làng xóm nào ai dám tới an ủi công khai chị một câu, ai dám ngồi nghe chị kể nỗi đau của chị. Người ta khiêng chị về cạo gió cho tỉnh lại cũng là quá dũng cảm trong hoàn cảnh lúc ấy. Cái máy chém vẫn còn đặt ở đám đất trống, lưỡi dao sáng lạnh vẫn treo lơ lửng trên cao, như là lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu bất cứ ai. Lúc chị tỉnh dậy, thấy thằng Thắng ngủ say bên mình, ly nước dừa để bên, đậy bên trên một mảnh lá chuối tươi. Chị không biết ai dỗ thằng Thắng ngủ giúp chị, ai đưa chị về nhà. Từ đêm đó, chị cứ thầm thì ru con bằng những câu chuyện của mình về ba nó. Ôi, nếu chị lại được ru như thế nữa, chắc chị phát điên lên mất. Có lẽ nhờ những lời ru ấy mà chị không phát rồ phát dại như mấy người trong xã gặp hoàn cảnh tương tự. Ngủ đi con, ngủ đi con trai của mẹ. Ba con hồi đó thương con, ba con có vết sẹo ở ngay mí mắt, ba con hồi đó chảo ổi bị té. Ngủ đi con, ngủ đi, tụi nó giết ba con rồi. Thằng lính mắt lé đi đằng sau ba con. Cứ như vậy, chị ru con ngủ suốt bao năm, bao đêm, bền bỉ, nhẫn nại, âm thầm. Thằng Thắng cứ vậy lớn lên, càng ngày càng lớn lên. Nó nặng dần trên cánh tay chị, hơi thở mạnh dần bên má, rồi nó biết nói. Một lần nó bất ngờ hỏi chị trong đêm. Ba đi đâu hả má? Chị vội bịt miệng con lại. Đừng hỏi, con trai yêu, tụi nó còn rình ở quanh đây, ngay bên giường ngủ của mẹ con mình đây. À ơi, con ngủ đi, ba con bị tụi nó giết. Tay chị vỗ vỗ trên người con, giọng thì thầm theo nhịp tay vỗ. Thằng Thắng cứ vậy lớn lên, thằng Thắng cứ vậy hiểu về ba nó. Quê chị ở Đồng Khởi, chị bơi xuồng cùng với bà con đi đấu tranh, không cho bọn giặc bắn pháo vô ấp. Chị đi tải đạn tải thương cho bộ đội giải phóng những trận công đồn. Thằng Thắng gửi ở nhà bà Năm, má non coi dùng. Có khi gửi cho non giữ hộ. Cứ vậy, thằng Thắng lớn lên. Bây giờ chị Tư có thể kể với mọi người trong làng về người chồng của chị, kể công khai, kể sữa ban ngày, không phải thì thầm như ngày xưa, kể chỉ để ru con ngủ. Thằng Thắng đã lớn, nó hỏi chị Tư đủ thứ về ba. Và không như ngày xưa, chị kể ru con, nó chỉ biết nằm nghe, giờ nó bắt chị trả lời bao nhiêu câu hỏi. Và một đêm như thế, một đêm như bao đêm ở cái làng đồng bằng này, tiếng nước ngoài kênh chảy rào rào qua cái đăng tôm, tiếng tàu dừa lập phập ngoài hiên cửa, thằng Thắng bỗng ngồi bật dậy giữa giường và nói với má. Má ơi, má cho con đi giải phóng để trả thù cho ba nghe. Chị Tu sung sướng. Con chị đã khôn lớn nhiều, chị mỉm cười, nước mắt rưng rưng. Ngoài vườn, nước kinh vẫn chảy rào qua cái đăng tôm. Người đàn bà nào mà chẳng thương con, ở hoàn cảnh chị Tư, chị càng thương con hơn. Cuộc đời chị bây giờ là nó, hy vọng của chị là nó, tương lai của chị cũng là nó. Vậy mà có lần trong cuộc đấu tranh với bọn lính pháo, chị đã bế con mình lúc nó đang bi bô học nói, là thằng bé vào họng súng của địch, buộc chúng phải câm họng, không cho chúng bắn vô làng bà con đang làm ăn và bộ đội giải phóng đang đào công sự chuẩn bị chiến đấu. Đó là những năm sau Đồng Khởi, làng chị đã thành một làng giải phóng. Bọn lính quận tức tối nhìn cái ấp chiến lược của chúng, nhìn hàng rào ấp chiến lược của chúng do chúng và chủ Mỹ cùng gia công, bỏ của bỏ tiền xây cất lên, thúc ép dân chúng xây cất, giờ trở thành hàng rào chiến đấu của dân chúng chống lại chính chúng. Chúng bắn pháo vào làng vì lính không tràn vô được. Hồi ấy chúng cũng không cất bốt được. Chúng muốn tiêu diệt cái mầm cuộc sống đang nhen nhóm trong cái làng của chị. Bộ đội giải phóng hành quân qua làng, tổ chức chống càn đánh trả bọn lính khi chúng liều lĩnh vượt qua hàng rào chiến đấu vào xã. Dạo ấy,
Mỹ chưa nhảy vào công khai như bây giờ, chiến tranh chưa ác liệt, hàng rào chiến đấu vốn là hàng rào ấp chiến lược cũ chưa bị bọn Mỹ đem xe đến ủi và phá nhiều như bây giờ. Đời chị Tư lại thêm một buổi sáng không thể quên được, buổi sáng nắng vàng như bữa chồng chị lên máy chém. Lúc ấy quả thật chị còn nhớ tới buổi sáng kinh khủng kia, một sự kiện tưởng lạ lùng làm tim chị thắt lại. Chị và bà Năm má non dẫn đầu đoàn biểu tình đến trước trận địa pháo phản đối giặc bắn pháo vào làng. Thằng Thắng được mẹ bế trên tay cứ hỏi mẹ liên tục: "Má ơi, súng gì mà lớn vậy hả má?" "Súng Mỹ, nó nổ chết người hả má?" "Ừ, nó ác hơn ông kẹ." Thằng Thắng dạo đó còn nhỏ nhưng đã hiểu lờ mờ về cái chết, bởi lẽ xung quanh nó lúc cái chết do chiến tranh của bọn Mỹ đem lại luôn luôn xuất hiện, gây ấn tượng trong tâm hồn non nớt của nó. Nó biết sợ hãi cái chết, nó ôm chặt lấy mẹ trong tiếng hô ồn ào của toàn người. "Không được bắn pháo vào làng." Chị Tư tét trong tiếng tét chung của đoàn người, trong óc hiện lên hình ảnh chiến sĩ giải phóng đang hối hả đào công sự ngay ngoài ruộng nhà chị, chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ đến ruộng lúa nhà mình đang lên xanh, giặc bắn pháo vào làng, nhà cháy, người chết, ruộng lúa hỏng hết, bộ đội giải phóng không kịp đào công sự sẽ bị sát thương, chiến thắng đêm nay của ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ của đoàn đấu tranh là bịt họng giặc pháo, ít nhất là tới trưa. Dạo đó pháo ta còn ít, không đủ để kiềm chế pháo của địch. Không khí của đoàn đấu tranh làm thằng Thắng vừa thích vừa sợ. Đoàn biểu tình vây kín hai khẩu pháo và bọn lính trong lúc từ từ hạ thấp nòng pháo để bắn thẳng vào làng. Một thằng lính pháo thủ lư lư nhìn chị, sao chị thấy nó hao hao giống thằng lính mắt lé hôm nó đưa chồng chị lên máy chém. Nó như chẳng nghe chẳng nhìn thấy gì, lặng lặng cho đạn vào nòng súng. "Không được bắn vô làng, không được." Người ta la lên và hét lên, những ánh mắt như những ngọn lửa vây xung quanh bọn lính pháo thủ. Thằng lính pháo ban nãy lừ lừ bước tới, giật sợi dây cò. Bỗng bằng một động tác dứt khoát, làm bất ngờ cả đoàn biểu tình, cả bọn lính. Chị Tư bước tới họng súng, đặt thằng Thắng vào đó. Thằng lính pháo hao giống thằng lính mắt lé lừ lừ nhìn chị, nhìn lại cây pháo, nhìn sợi dây cò giật súng. Nó bước tới lại lùi ra. Nó nhìn thằng bé đang ngồi trên họng súng, nhìn người đàn bà mẹ đứa bé, nhìn sang đám đông, nhìn đồng bọn. Phút chốc nó đứng ngây ra, đám đông bà con đang dồn tới. Cuối cùng bọn lính không bắn được pháo vô làng nữa. Mãi tới khi về tới nhà, nhìn thằng con trai ngồi chơi với con mèo mướp nằm quanh tròn trên phản, chị Tư mới thoáng rùng mình. Nếu gặp thằng lính ngoan cố, nó cứ bắn, chắc con chị sẽ bị chết. Và chị lúc ấy chỉ còn cách duy nhất là xông vào cấu xé, và chị chết luôn với con chị. Thằng Thắng chết, chị sống với ai? Sống để làm chi? Chị bất giác ôm chặt con vào lòng, nghe mùi da thịt thơm tho của con chuyển sang mình, và thủ thỉ với con: "Không, mà không cho đứa nào động tới một sợi tóc của con đâu. Tụi nó sợ con lắm, bởi tụi nó sợ má, sợ bà con cô bác của con, sợ đảng mình. Còn ạ, con lớn nhanh còn nhé, con trai yêu của má." Chị cứ ngồi nói chuyện với con mãi, quên cả trời bên ngoài sập tối. Đêm nay, quân giải phóng đánh bốt ở làng. Chị xung phong trong tổ dân công tải đạn ở buổi họp đêm qua đã được chấp thuận. Chị sực nhớ tới công việc, bế vội thằng Thắng đi gửi. Thằng Thắng năm nay 12 tuổi, nó không được đi học, chỉ biết đọc biết viết nhờ non tranh thủ dạy vào những buổi chiều nghỉ học của mình ở nhà giúp má làm gạo. Non kiên nhẫn dạy thằng nhỏ học, bởi chị Tư cương quyết không cho nó đi học ở trường của giặc. Người ta khuyên chị cứ cho nó đi học đặng kiếm dăm ba chữ như người ta, ăn thua là do mình, về nhà dạy lại nó chứ. Không, thà là con tôi chịu dốt chớ không thèm học cái trường của thằng giặc đã giết bà nó. Non thương thằng Thắng lắm, cô cố gắng dạy nó học, không dám khuyên chị Tư như mọi người. Và chính non cũng thấy chị Tư nói có lý phần nào. Non quyếm cuốn tập đọc tranh thủ dạy thằng Thắng đọc những bài đơn giản, những bài phải được chị Tư nghe qua, không nói gì tới quốc gia Việt Cộng
Chị Tư kiểm tra rất sát những bài tập đọc của con. Một lần chị nói với Non: Sáu à, hay mày đặt bài học cho nó học được không? Phải lấy sách của tụi nó dạy con tao. Ôi, làm sao em đặt nổi? Non kêu lên, như thế làm chị Tư ngồi buồn hiu. Nhưng biết làm sao bây giờ? Dạo này thằng Thắng ít chịu đến nhà Non mỗi buổi chiều như trước. Có bữa Non tìm nó cũng không có nhà. Thắng mải mê ra đầu tìm đầu đạn lép, đem về cho Hai Long làm điệu đạn gài. Đại đội thằng vui vẻ, Hai Long mở chiến dịch gài trái khắp xã, cho tụi nó mỗi bận càn vô, hết còn dám đi nghênh ngang. Thằng Thắng rất mê trái gài, Hai Long hứa sẽ bày cho nó cách gài trái để tự nó phải lấy họng một thằng lính mới nghe. Ý định tự mình lấy họng một thằng lính, nó giấu không dám nói cho má nó hay, bởi vì khi nhắc đến chuyện ấy, bao giờ má nó cũng nói: Con ngoan lắm, nhưng còn nhỏ lắm, để ít năm nữa hạng hay, má sẽ cho con đi giải phóng, kiếm cho con cây súng đàng hoàng đi với người ta. Trong thâm tâm, thằng Thắng tự cho mình đã lớn, và chăng mấy năm nữa lỡ hết sạc thì sao, lấy định đâu mà đánh để trả thù cho ba. Đương nhiên, ý nghĩ này, một lần nói ra bị má nó rầy. Nó không dám nói nữa, chỉ giữ ngấm ngầm trong bụng. Nó nói với Non và dặn Non: Chị Sáu không được nói với má em đó, chị thề đi. Thề, tao thề. Non phải nghiêm trang thề với thằng bé nhiều lần. Có điều lần này thì nó giấu cả Non, chỉ nói với con út Hựng, bạn nó. Nó có ý tìm thằng lính mắt lé trong số lính thường qua lại trong xã. Tìm hoài, cả hai đứa cùng tìm mà vẫn chưa thấy. Các bạn vừa nghe xong phần 3 tập truyện tình báo của tác giả Hào Vũ, Nữ sinh biệt động.